Theo em, để trở thành người đồng hành tốt nhất của con trong việc học ngoại ngữ và chinh phục ước mơ thì trước hết, ba mẹ hãy là người định hướng cho con, cùng con ước mơ và thực hiện ước mơ đó. Thứ hai, ba mẹ cần phải động viên con và tạo hứng thú cho con trong việc học tiếng Anh. Và thứ ba, ba mẹ hãy là tấm gương để con nhìn vào và cùng cố gắng. Ba mẹ hãy cho con biết tầm quan trọng khi con biết thêm được ngoại ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ, và cụ thể ở đây là tiếng Anh. Tức là khi con biết thêm ngoại ngữ thì con có thể tự tin giao tiếp với nhiều người ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, và từ đó sẽ có nhiều cơ hội để được đi du lịch, nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm và sẽ tìm được công việc phù hợp để cho cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn. Mình biết đến cô Thảo và Elvita không phải tình cờ mà là sự gọi là sự thú. Mình đang bối rối trong phương pháp dạy tiếng Anh cho con, làm thế nào để dạy cho con học tốt nhất và tiếp thu tốt nhất. Qua những buổi học của cô thì mình nhận ra là không phải là học qua sách vở kè kè ngồi bên con, mà có những phương pháp dạy con như là trò chơi, tình huống qua bài thơ, bài hát để tạo hứng thú cho con học bài. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. One, do you like some ice cream? Yes, please. No, thanks. Two, would you like some candies? Yes, bananas. Oh. New banana. What is fruit? Orange. Yes, orange. What color is it? All of me. All of me. See my eye. See my eye. See my nose. See my nose. No. See my finger. Finger. See my toe. Toe. C, D, E, F, G. H-I-J-K-L-M-N-O-P. Right, right hand, left hand, now. Put away the toys. Let's tidy up the room. Thông điệp mà em muốn gửi tới các ba mẹ khi bắt đầu đồng hành cùng con đó là khi được biết đến cô Thảo, được biết đến Evelita thì em cảm thấy rất là yên tâm khi đồng hành cùng con, bởi vì khi em bắt đầu đồng hành cùng con thì đã có rất nhiều khó khăn, rất nhiều lúng túng, nhưng với sự cố gắng, với sự quyết tâm của bản thân cùng với sự đồng hành của gia đình, sự chia sẻ giúp đỡ của cô Thảo và đội ngũ Evelita thì rất là nhiều khó khăn đã có những giải pháp để tháo gỡ. Chính vì vậy mà ba mẹ hãy quyết tâm và bắt đầu cố gắng cùng con, ba mẹ nhé.